Vâng. À, bệnh nhân là đến từ Giao Thiện đó, ở Lang Chánh. À, mình dân tộc gì nha? Dân tộc Mường. À. À, bây giờ mình đi thì mình đi ở Lương Sơn đi về hay là Ngọc Lạc đi lên, à, ngã Ba Si đi vào. Ô, cái đường nó khó đi lắm. Không biết là Chợ Cóc đi vào à? Ừ. Còn đi Lương Sơn thì khó đi à? Đúng rồi. À. Ừ. Thì có một cầu cứng là đến làm mà đi thôn mà. Ừ, bởi vì mấy lần cho đi cho Tần đi lên đường Lương Sơn đi sang cho nên nó xa lắm. Và vậy là bệnh nhân bị tai biến nha. Và 20 năm rồi. Trời ơi, 20 năm nay. Rồi mỗi khi mà đi bệnh viện thì cứ phải có cáng thì mới đi được. Rồi thì bây giờ thì sẽ bên tòa giám mục Thanh Hóa nhá, xe cứu thương không đồng sẽ hỗ trợ cho gia đình mình chuyến xe không đồng để đưa bệnh nhân về miền núi nhé, trên máy Lang Chánh xa lắm. Rồi bây giờ thì sẽ đưa bệnh nhân lên trên cáng để đi. Bệnh nhân là dân tộc Mường đó, người ta biến là 20 năm nay nằm liệt. Cảm ơn chị Ánh nhiều nhé. Chị Ánh có đôi lời chị. Về mặt cho bệnh nhân với người nhà bệnh nhân xin cảm ơn cha với lại sơ với lại nhà tài trợ á, tài trợ cho bệnh nhân chuyến xe không đồng. Nhà bệnh nhân cũng rất là khó khăn vất vả để bệnh nhân được về với lại gia đình. Xin một lần nữa xin cảm ơn cha và các nhà tài trợ. Vâng. Cảm ơn chị Ánh đã, các y bác sĩ, nhân viên của bệnh viện đã tận tình chăm sóc bệnh nhân. Hôm nay bệnh nhân được ra viện, được về nhà nhé. Chúc cho các chị được nhiều sức khỏe nhé. Dạ. Đi về nhà nhé, đi vui nhé, vui không? Chào bà nhé. Xuống lên đằng trên kia, lên đằng trên, lên đằng kia. Wow. Trên miền núi sao hả? Đang tránh là trên miền núi.
thưa quý vị, đây là hành trình yêu thương, xe cứu thương không đồng của ga Tát Sinh Hóa để đưa bệnh nhân về trên quê, tức là trên xã Giao Thiện, huyện Lạng Chánh, tỉnh Thanh Hóa, ở huyện miền núi, đường đi rất là khó khăn, rất là xa. Nhưng bệnh nhân thì bị tai biến đã 20 năm nay. Mỗi lần mà đi bệnh viện rất là khổ sở lắm. Bệnh nhân lại là đơn thân á, nên là càng khổ hơn. Và chính vì thế nên là hôm nay Tát Sinh Hóa giúp đỡ cho bệnh nhân một chuyến xe không đồng, xe cứu thương không đồng để đưa bệnh nhân về quê trên xã Giao Thiết, huyện Lạng Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Bệnh nhân bị tai biến nằm liệt một chỗ nên là không có ngồi xe gì khác được ngoài xe cứu thương. Hết lòng cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với chuyến xe không đồng của cả Tát Sinh Hóa, đặc biệt là cảm ơn các ân nhân của hội Companions in Grace đã giúp đỡ tài trợ tiền xăng các thứ cho xe cứu thương. Con xin Chúa chúc lành và trả công mời hậu cho tất cả các ân nhân, và xin mọi người đi cầu nguyện để cho những chuyến xe cứu thương không đồng của cả Tát Sinh Hóa được đi đến nơi, về đến chốn, nhất là cho các bệnh nhân được ơn chữa lành. Cảm ơn. Thưa quý vị, hôm nay đồng hành trên chuyến xe cứu thương này thì còn có Sơ Hải. Sơ Hải thì mới ở từ trong Nam ra thì Sơ cũng đồng hành trên chiếc xe cứu thương hôm nay, thì cảm tưởng của Sơ như thế nào, Sơ Hải? Con chào cha nhé, rồi Sơ chào chúng con nhé. Thật sự có lẽ hôm nay là cái ngày mà cái tâm của mình nó thấy nó cũng vui mà nó cũng đau thương, nó cũng vui. Cái thứ nhất là Sơ còn nhớ là lần đầu tiên khi mà ra đây là cha Thường mới mua cái xe cứu thương, rồi lúc bây giờ thì có nói chuyện mình nói cũng có kêu gọi rồi một vài anh nhân giúp, thì hôm nay Sơ phải thật sự là phải cảm ơn Chúa là ra đi tác có cái xe này, bởi vì cái xe này đã chuyên môn chở những bệnh nhân mà thật sự là đau thương. Bây giờ hiện tại trong xe này mà cha đang chở một bà là bị tai biến nằm bệnh viện bao nhiêu ngày tháng, bây giờ trở về nhà không biết là bao nhiêu cây số, cha nhỉ? Tai biến 20 năm. Đấy, bị 20 năm rồi. Đấy, nếu mà và bây giờ lại về trên miền núi, bệnh nhân là người dân tộc Mường. Vậy hả? Đấy, chúng ta phải cảm tạ Chúa nhé. Nếu mà không có cái sự nâng đỡ của quý vị ân nhân thì không biết là hôm nay là những người này họ sẽ đi bằng cách nào. Rồi chúng ta cùng tạ ơn Chúa là thôi. Sơ cũng mong muốn là tất cả những người bạn của Sơ, rồi bạn của các y tá sẽ nâng đỡ cho mình. Chúng ta chỉ là những cái cánh tay nối dài để giúp cho những người đau khổ thôi. Thật sự hôm nay tôi thấy cái tâm của tôi nó vui lắm, bởi vì thấy rằng cái xe này nó có ích rất là có lợi và giúp được nhiều người, cho nên cái tâm của ta Thường nó cũng chạy nhanh giống như là cái xe cứu thương này nhá. Đấy, thấy ngày đêm chuyên chở với những bệnh nhân, và bây giờ cách riêng là bây giờ cái gia đình này không biết là đi bao nhiêu cây số để về đến nhà đây. Rồi tất cả chúng ta cùng đồng hành với Caritas Thanh Hóa, cách riêng là đối với cha Thường, giám đốc của Caritas, một giám đốc gương mẫu của Việt Nam bên này nhé. Rồi xin cảm ơn cha Thường nhiều lắm. Muốn nói chuyện này với Sơ Hải thêm, hôm nay Sơ đến bệnh viện, Sơ đến thăm những bệnh nhân, rồi có bệnh nhân này, bệnh nhân kia, rồi đủ mọi thứ, thì đủ mọi thứ đau khổ ở trong bệnh viện đó, bởi vì người bệnh người ta phải đấy, thì sao thấy như thế nào khi mỗi lần đi đến bệnh viện thì thấy cái nét mặt của cha Thường mình nó đau thương lắm, bởi vì thật sự là mình cái nét mặt đau thương của ngài nó biểu lộ là cái sự chia sẻ và cái sự đồng cảm với tất cả những bệnh nhân, bởi vì thật sự đi đến bệnh viện này, nhất là bệnh viện Thanh Hóa ở cái vùng xa xôi đường núi như thế này này, nó có nhiều cái khó lắm. Thật sự Sơ, ngay cả đối với Sơ cũng vậy, thật sự Sơ cảm thấy cái trái tim của mình nó không bình thường nữa, bởi vì thấy họ quá ư là đau khổ, bệnh viện thì trần trội, người thì nằm ở ngoài đường, người không. Bệnh Chúa ơi sao nó đau thương không, bệnh viện thì bởi vì
cũng đang sửa cho nên là nó hơi ấy một tí, nhưng mà đang nói là người bệnh á, đủ mọi thứ bệnh hoạn tật nguyền, mà trong khi mình cũng tạ ơn Chúa mình may mắn mình khỏe mạnh. Đấy, ý hỏi sơ hãy là như vậy, tức là mình là người khỏe mạnh, mình cũng có bệnh nhưng mà chưa đến nỗi mà phải đi bệnh viện, mà mình vô mình thấy những người bệnh tật khổ đau như vậy thì trái tim của mình như nào kiểu vậy á. Nhưng mà tôi nói thật sự phải nói như thế này, tôi thì cho thường thì đấy, ngài nhìn thấy các bệnh nhân thì cái trái tim của ngài nó cũng không có bình thường đâu, cái tim nó ở chỗ nào thì tôi chẳng biết, bởi vì cái trái tim của ngài nó đã nhảy, nó đã đi tới cái tâm của những cái trái tim của những bệnh nhân thật sự là đau khổ. Cho nên thôi, tất cả chúng ta cùng góp một tay, cùng góp cái niềm tin và cái sự chia sẻ đến với Caritas Thanh Hóa. Thật sự Caritas Thanh Hóa là một cái nơi mà sư làm việc nhiều nơi, mà thật sự đối với sư Caritas vẫn là cái nơi mà cần nhiều cái cánh tay nối dài nhé. Rồi xin Chúa chúc lành cho cha Thường nhiều. Cảm ơn. Và mong rằng đi đường được bình an, bệnh nhân về đến nhà bằng an, rồi cha Thường về đến nhà nở một nụ cười, bởi vì mình đã làm được một việc bác ái thật là lớn. Rồi cách chuyện là chú tài xế, này thật sự là chưa bao giờ thấy có cái tài xế nào mà ngon cơm như thế này, phải không? Chú tôi vất vả ngày đêm với bệnh nhân không có ngại một cái gì hết. Tôi cầu nguyện cho Huy nhiều. Đấy, người tài xế gương mẫu của Thanh Hóa đây này. Cảm ơn sư Hải đã lăn lội từ xa đến đây để đi thăm những người khó khăn ở mọi nơi, nhất là đi đến những cái bệnh viện thì thăm các bệnh nhân, thì không quản ngại ngồi trên chiếc xe cứu thương để đưa bệnh nhân đi về quê trên miền núi. Thì chúc cho sư Hải có nhiều sức khỏe để rồi lại tiếp tục đồng hành cùng với Caritas Thanh Hóa trên mọi nẻo đường. Rồi, hết lòng cảm ơn tất cả mọi người. Sẽ tiếp tục chạy đi về Lăng Chánh, ở huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa, đến xã Giao Thiện, là nơi mà gia đình bệnh nhân đang cư ngụ. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người.